Hello, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Giờ sáng thức dậy, anh Minh ảnh làm bacon, làm thịt không khói chiên ăn với lại sandwich. Đầu bếp á. Còn anh Dũng mới sáng sớm cầm chai sữa đi, mình nấu sữa đậu nành ở nhà, anh Dũng cầm theo uống coi. Dễ thương không? Giống ở Việt Nam. Rồi. Còn cái anh này còn ngủ hay gì á. Ở trong đây chưa dậy, xếp áo xếp quần gì á. Đây mọi người coi, ở bên kia tụi mình thuê cái chỗ này để cắm trại. Còn ở bên đây là câu cá. Hồi tối đi qua bên đây câu cá luôn. Đã lắm. Câu cá gì đó. Ở bên đây thì bắt cá lên nướng ăn luôn. Nè. Đó. Đây là nước biển chảy ra á. Có đường chạy đi được luôn. Còn mấy cái xe đó là xe giống như là xe có cái nhà, cái mấy cái xe đó là mấy cái nhà á mọi người. Đây nè. Mấy cái xe đó là mấy cái nhà hết á. Ở trong có đầy đủ nhà, toilet rồi bếp rồi phòng ngủ rồi hết á mọi người. Mấy cái xe nhỏ này nè. Bên kia có cái xe mà có cái lều ở trên, mọi người thấy không? Đó, người ta ngủ trên đó được luôn á. Đó. Đó, mấy cái xe này là nhà hết đó mọi người. Người ta di chuyển chạy đi đầu này đầu kia được luôn á. Đây tới coi lại mấy anh chàng đẹp trai nhà mình làm món gì. Sáng nay ăn gì đây? Sau khi ăn sáng xong thì bây giờ chồng mình đi câu cá tiếp. Lại tiếp tục đi câu cá nè mọi người. Giờ anh đang chài cá. Chài cá để có mồi á. Lấy mồi đó rồi đi câu cá, câu con cá bự hơn. Đó coi à. Giang nắng rồi chài cá vậy á. Xiên á, ướt quần ướt áo hết luôn vậy á. Bó tay luôn. Còn bạn ảnh thì anh này đi ra bên kia phơi nắng, nằm trên bàn của người ta phơi nắng luôn, thấy không? Nằm trên bàn phơi nắng thấy quải không? Quải tiêu chị đậu không? Đây bây giờ mấy anh này đổi chỗ mọi người. Chài xong bây giờ di chuyển qua bên đây câu tiếp. Vui không? Wow, có chiếc xe của mấy người kiểm tra luôn à. Người này là state law á, người ta tới người ta kiểm tra mình, người ta đi vòng vòng người ta kiểm tra mình thử mình câu cá có đủ kích cỡ không. Này chiếc xe này nè, ta coi mình câu cá có đủ kích cỡ không. Nếu mà đúng sai á, thì mình lấy được, còn không đúng sai mình phải để lại, chứ mình mà lấy á, là người ta phạt. Careful. Nếu mà mình câu cá mà mình lấy cái cá mà cái sai người ta không có cho phép á, thì mình bị phạt. Phạt nhiều tiền dữ lắm.
phạt tiền, có thể mình người ta lấy luôn chiếc xe của mình, lấy luôn bằng license được của mình luôn á. Dữ lắm đó, ông tới. Bên này câu được con cá đuối bự không nè, mình chát không. Joey, just let me know when you want the fish out of there, okay? They're in Joey's cooler, Robin. Thank you.
nãy trời mưa nên mình đi vô trước. Vô ông xe mình ngồi mình chờ. Bây giờ anh Dũng mới vô sau nè. Không có con cá nào luôn anh. Có đâu. Mồi không ra. Tìm ông ra mồi nên câu không được cá hả? Tội quá. Tội anh quá anh ơi, ngày nay không có cá luôn. Sao kìa? Sao kìa, đi chơi thôi. Giống như đi cắm trại đi picnic thôi. Cũng vui mà. Hai ngày một đêm cũng vui mà, ok. Vậy là hành trình cắm trại đi câu cá của tụi mình đến đây kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Và sẽ hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.